kỳ là thế nào? Kỳ là nó có những đường ghét nét, những khuỷu gập hết sức đột ngột, rất đột ngột, tạo ra những cái góc góc khúc gấp rất là bất thường. Trong cây này giống như đấy, con rắn con rồng. Vâng, thế nhưng mà nó lại không hẳn là con rắn, bởi vì nếu nó uốn lượn tiếp tục này thì nó thành con rắn, nhưng đây nó đến đây nó lại giật lại, nó lại giật lại tạo ra góc độ hẳn hoi, thì như vậy cái kỳ đó mới quý đó. Thế để tạo làm một cái bông cây kỳ này thì có mất tốn nhiều thời gian lắm không ạ? Cái này mất nhiều thời gian bởi vì Việt Nam chúng ta vẫn chỉ quen cái tác động vào cành cây chứ ít khi tác động vào thân cây. Nhưng người nước ngoài thì nó rất coi trọng cái tác động kỹ thuật vào thân cây để tạo ra những đường nét đột ngột, những khuỷu gập, những cái bước ngoặt đột ngột của cái cây này. Đây ví dụ như thế này. Đây là một thân cây kỳ. Nó đi lên như thế này. Nó vừa lũa ra, nó vừa hốc hác này này. Nó giật sang đây, nó lại giật lên đây, nó lộn xuống như này, rồi nó đi ra đây. Thì như tôi thấy là cái thân cây nó đi hết sức đặc biệt, hết sức kỳ lạ. Nó tạo ra một cái thế giới thích thú, một cái lôi cuốn người ta vào cái cây này. Đây là một cây thứ hai. Người ta cũng rất chú trọng tạo cái thân cây kỳ, nó lên đến đây. Nó giật nó đi lên đây, nên lại giật xuống một cái, lại giật ra lên đến đây và giật sang bên này, rồi lên cái ngọn cây. Đấy. Và đây là cây thứ ba. Đó. Lên đến đây, họ làm một cái khuỷu gập chỗ này. Và lên đây người ta làm cái khuỷu gập ra chỗ này. Như vậy cái đường đi của cái cây này hết sức kỳ lạ, tạo nên cái thích thú trong nghệ thuật. Đấy. Nhưng mà thói quen của người Việt Nam ta hay làm là uốn cây theo hình lò xo. Đấy, cứ cuốn vòng, cuốn vòng, cuốn vòng, cuốn vòng. Thì như vậy rất dở. Và người ta không chuộng cái lỗi kỳ này lắm. Đây là một ở cái mức miền người ta hay cuốn cây theo kiểu lò xo. Hay là uốn cây theo kiểu khói hương lên thế này. Khói hương lên thì cũng không được chuộng lắm. Cũng tạo ra cái thân cây không bình thường nhưng không thuộc cái kỳ thú. Cái này không kỳ thú, kỳ nhưng không thú. Tiêu chí kỳ của một cây cảnh không chỉ thể hiện ở gốc rễ, thân, mà cành cây cũng được tạo ra những nét kỳ lạ, uốn khúc phù hợp với tổng thể của thế cây. Nếu thân đẹp mà cành không hay thì mất cân xứng. Vì vậy, ông Đức hướng dẫn tôi nhận biết đặc điểm này. Giá trị nghệ thuật là uốn được như thầy là rất giỏi. Đây, ta nghệ thuật cũng trẻ ra để uốn vặn như ta vẫn làm đấy. Chẻ cành cây ra để uốn vặn. Và vặn sang đây một khuỷu nữa. Vặn đưa ra trước một khuỷu nữa. Rồi mới lại cho nó giật về phía đằng sau. Lại giật trở lại phía đằng sau. Cho xuống đây. Và đánh lượn ra như thế này. Lượn ra như thế này. Đó. Cái cành rất điệu. Quá điệu. Quá mềm mại. Quá điệu đà. Như vậy ta có thể coi là đây là một cành kỳ. Rất phù hợp cho cái tượng hình tượng là hai người phụ nữ, hai chị em. Đấy, nó yểu điệu, nó chuyển nhịp như thế này, rất duyên dáng như này. Đó. Thì ta coi như cái cành là cành kỳ. Thưa ông thì cái cành kỳ này có thể tạo nên bất cứ cây gì cũng được hay là phải chọn một số cây thì không? Không, cây nào cũng có thể tạo cành kỳ được. Nhưng kỳ như thế nào? Kỳ của cái cây tượng trưng cho người đàn ông thì kỳ phải dứt khoát khỏe khoắn. Kỳ tượng trưng cho người phụ nữ thì uốn lượn như thế này. Thì được, cái này rõ ràng là mềm mại, yểu điệu. Kỳ của cái cành này thì nó có mất nhiều thời gian để mình có một tác phẩm này. Mất nhiều lắm. Đây này, chẻ ra, cành to như thế này. Chẻ cái này ra, uốn cái khuỷu đầu tiên xuống đây cái đã. Để cho nó sống cái đã. Sống lại chẻ tiếp, uốn vặn cái này ra đây là hai. Phải mất nhiều thời gian. Thế để cho tổng hòa cái cây này thì các cành khác mình cũng phải uốn lượn có nó phù hợp như thế nào không? Hay là chỉ mỗi cành kỳ này được? Cái cành bên này thì nó lại đối với cành bên này. Vừa là cành uốn lượn vừa hơi buông xuống. Đấy, vừa buông thõng xuống. Cành bên này lại phóng dài ra phía sau. Đối lại với cành bên này. Và làm thăng bằng cái trọng lượng của cây cây này. Cây này vì là hai cây siêu. Thì cái cành này lại phóng dài về phía sau. Thì đối lại với cành bên này là buông xuống. Cành này phóng về phía sau. Thì như vậy là rất hài hòa. Thế chứ nếu bên này lại uốn lượn vòng như thế thì lại xấu, lại sai. Đấy, lại sai.
thẩm mỹ chính là cái đẹp trong tự nhiên được con người khám phá, đánh giá về nghệ thuật. Tiêu chí thẩm mỹ cây cảnh do nghệ nhân sáng tạo nên, chúng thể hiện nhiều chủ đề, giá trị khác nhau. Thông qua thế cây, người xem biết được nét đẹp tương quan giữa con người với tự nhiên và xã hội, được kết tinh bởi những đặc điểm sau. Một là bộ rễ phải to, nổi trên mặt đất. Đây, cái đường kính của cái rễ này có thể nói là bằng nửa cái gốc này, thì như vậy là rất đạt yêu cầu. Thứ hai là thân, gốc to, ngọn nhỏ, gọi là gốc bồ, ngọn chỉ, chứ không thẳng đuột như cái cột nhà. Thứ ba là nó có những đường nét uyển chuyển, bộ cành có độ lớn ít nhất bằng 1/3 đường kính của thân cây tại cái điểm xuất phát này này, thì cành này đạt yêu cầu, nó gần bằng quá nửa cái cành này, nhưng nó không được phép lớn hơn thân, nhưng nó được phép gần bằng cái thân ở tại chỗ xuất phát là được. Thì cái bộ cành của cái cây này đều đạt yêu cầu về độ lớn. Cái thứ hai là cành đã thực hiện nhiều nhát cắt truyền đấy, cắt truyền rất nhiều nhát, cắt giật để cho nó thành những cái độ giật như này đó, thành những cái nhịp giật như này. Đây lại cắt rồi, đây này, lại giật lại này. Như vậy cành đã trải qua rất nhiều đợt cắt truyền, phải thực hiện ít nhất 14-15 năm mới thực hiện được những cắt cắt này. Và cái ngọn cây cũng uốn lượn, cắt truyền rất nhiều. Thế các tán đã sắp xếp thành lớp mảng, vừa nghệ thuật biểu hiện được nghệ thuật đường nét, vừa biểu thuật được nghệ thuật mảng. Đường nét đây, ta trông cái cây ta vẫn thấy hết cả đường đi, từ cành ra đến nhánh cho đến dăm, nhưng ta lại vẫn thấy cái mảng xanh của nó rất kín, mảng xanh rất kín và rất đều, chứ không hề khuyết trống chỗ nào cả. Đó, thế như phấn bổ, đây là nó đảm bảo cả nghệ thuật mảng và nghệ thuật đường nét. Nó còn có một cái giá quý nữa là nó tạo ra một cái thân tử. Thân tử cũng đã có những cắt truyền rất công phu. Nó mô tả về tình nghĩa cha con. Theo quan niệm mới ngày nay là cha con, cha có trách nhiệm nuôi con đến trưởng thành, con có nhiệm vụ phụng dưỡng cha mẹ. Nó toát lên như thế nào trên cây hả? Đây, cái cây người cha này rất là chững chạc, của một người trượng phu rất chững chạc, và người đời con cũng rất là mạnh mẽ, quả quyết, tự chủ trong cuộc đời của mình. Đó. Thế thì những cái ý nghĩa của cái cây này nó rất hay chỗ đó, và nó thoát ra cái lối tạo hình cổ. Để nghệ thuật cây cảnh sống động, phong phú hơn, đòi hỏi người làm nghề phải tạo được vườn cây thu nhỏ hay tiểu cảnh. Tiểu cảnh này gợi mở người xem có cảm giác lạc vào thiên nhiên hoang sơ giữa núi rừng. Muốn làm được thế, nghệ nhân phải có ý tưởng bài trí cây hài hòa, phù hợp trong không gian nhất định. Tiểu cảnh cây thì cái tạo thành những tiểu rừng cây. Cái cách tạo tiểu rừng cây thì có rất nhiều cách. Và đây là cái đồi tùng mà tác giả đã tạo ra rất nhiều hình dáng của nó khác nhau. Có những cành xà xuống nước như là một cành chiếu thủy mà trước ta nói. Có những cây thì vươn lên cao để tạo cái phông rất vững chắc cho toàn bộ cái cảnh này. Cây nọ nương tựa cây kia, che chắn cho cây kia. Thưa ông, vậy thì cái tiểu cảnh ở rừng cây này thì trên một cái khuôn viên của một cái chậu như này thì ta trồng khoảng bao nhiêu cây thì vừa gọi là tiểu cảnh? Vâng. Cái tiểu cảnh thì ta trồng thế này này, thường là Việt Nam mình ưa theo số lẻ, là trồng từ 5 cây, 7 cây, 9 cây, 11 cây, thì hầu hết là tạo theo số lẻ. Và những cây không bằng nhau chậm chậm, những cây có thể có những cái tuổi đời khác nhau, cao thấp khác nhau, để mình bố cục làm sao cho trông thấy cái toàn rừng nó trở thành một khối hài hòa, chứ không che chắn lẫn nhau. Đấy. Và không có cái khuất trống đâu cả. Cành đó bố trí sang chỗ cành kia. Mình phải trông nó sống động như một cái rừng thật. Tuy rằng làm ở trên chậu này như cản cho ta cái cảm giác như một rừng thật. Đấy. Và nó nói lên cái tình đoàn kết. Một cây làm chẳng nên non,
ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Tình yêu quê hương, đất nước được tác giả gửi gắm vào nghệ thuật của cây, đó là những bức tranh sơn thủy hữu tình, thấm đượm hồn quê. Nhìn vào chậu cây, người xem thấy hiện lên cuộc sống đời thường với hình ảnh ngư, tiều, canh, mục rất thân quen. Một trong những chất liệu làm nên kỳ thú này là vật phụ trợ phối cảnh. Vật đó phải bài trí phù hợp với ý nghĩa mỗi thế cây. Bây giờ, bản thân cái cây đó đã hoàn chỉnh chủ đề rồi. Thế nếu vật phụ trợ vào thì phải làm sao để tăng cái tác dụng của chủ đề lên. Đấy. Ví dụ, tôi đặt một hòn đá vào đây. Đó. Để tăng cái vẻ sương gió cổ kính của cái cây này, chứ không làm thay đổi gì cái chủ đề mẫu tử của nó cả. Thế nếu như ở đây ta lại đặt một cái đình vào đây, thì lạc đề. Bởi vì cái đình này không phục vụ gì cho cái chủ đề mẫu tử cả. Đó. Thế như vậy, đặt vật phụ trợ, chúng ta phải cân nhắc cái vật đó vào làm tăng thêm, sâu sắc thêm cái chủ đề của cây, chứ không phá vỡ chủ đề của cây. Đó. Ở đây, tôi minh họa một cái ảnh để chúng ta thấy rằng tác giả đặt vật phụ trợ rất chuẩn mực. Đây là một cây gió thổi bạt đi, làm ta liên tưởng đến một trận cuồng phong bắt đầu nổi lên và một cơn dông lớn sắp sửa ập đến. Trên trời thì mây đen vần vũ, những tia chớp sáng lóa ra. Cảnh vật diễn tả một cơn cuồng phong, một cơn dông sắp sửa đến. Và tác giả đã đặt vào đây một người cưỡi trâu, nhưng nó rất phù hợp bởi vì đây là con trâu lồng đang chạy. Như vậy thì nó bổ sung cho cái cuồng phong này là con người biết rằng sắp trở cơn dông, cho nên là mau chóng chạy về làng. Mà theo chủ đề đây là chạy mưa, chạy mưa. Như vậy vật phụ trợ vào làm tôn cái chủ đề này lên, làm thôi thúc cái chủ đề này lên. Thì như thế, nếu ta đặt hai ông lão đánh cờ vào đây thì hai ông lão cờ đánh cờ là tâm thần. Một trước một cơn dông nổi lên, mưa gió sắp ập đến mà lại còn ngồi đánh cờ thì sai. Hay ta đặt một em bé lại ngồi cưỡi trâu thổi sáo thì lại càng sai, bởi vì nó không ăn nhập vì cái chủ đề này cả. Cho nên việc chọn vật phối cảnh đặt vào cho cây cảnh là phải cân nhắc hết sức thận trọng, bởi vì nó có làm tôn cái chủ đề lên không hay là nó phá cái chủ đề đi. Một điều cần rút kinh nghiệm trong việc bố